Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một con xe touring thương hiệu Jot của Ý. Con này là sườn nhôm, sơn zin. Size ống đứng là 48. Nó xài cái group Shimano 3 đĩa 8 lít. Cặp bánh bộ Shimano R500. Đây, cụ thể như thế nào thì mình sẽ quay để các bạn cùng xem. Nói chung là con này thì rất xịn sò đây ạ. Các bạn nhìn cái bộ đầu của nó đấy ạ. Nhôm mà nó lên nước nó bóng như vậy đó đây, xe zin đét luôn. Bấm xả 38. Đây logo của Jot đây. Logo của Jot đây. Còn rất đẹp. Tấm này tấm nguyên nhôm luôn. Đây, đùm Shimano R500 đây. Đó, cực chất luôn. Cái hàm thắng của nó là Shimano hết. Đây, hàm thắng là Shimano hết. Nói chung đồ con này toàn đồ Shimano không. Cái căm này là căm thưa, căm dẹt đấy. Căm dẹt bán bự này. Căm này to lắm. Căm nó dẹt mà gọi là căm lá hẹ. Đây, vành đây Shimano này. Còn xe này được khá ngon, xe bãi mà được như này là rất ngon luôn đây này. Đây, đây mình quay cái góc quay này cho các bạn thấy này. Sơn xiếc tuyệt vời luôn. Xe không cấn móp nha. Nói chung là hàng này thì đã được tuyển chọn rồi, cho nên là các bạn hoàn toàn yên tâm. Mình phần lớn bán hàng tuyển chọn không, mình không có. Đây. Đó, Italy đây. Ở đây có nguyên chữ ký này. Đấy. Jot. Sơn zin không tì vết đâu, con này còn khá đẹp. Shimano đây. Clip Shimano đây. Đặt nét cho các bạn xem này đó. Nếp răng của nó còn ok nhé. Rất ngon. Cùi Atut. Đây, bánh bộ Shimano đây. Đùm Shimano R500 này. Đây, chữ Shimano đây. Thắng trước, thắng sau đều là Shimano hết nhé. Hàm thắng. Thì con xe này cũng có vậy thôi. Chủ yếu là mình nói rồi. Sườn nhôm, sườn zin, không giảm tốt. Còn rất đẹp. Group Shimano 3 đĩa, 8 lít. Cặp bánh bộ Shimano R500. Hôm nay mình nói giọng nó hơi khó chịu trong người cho nên các bạn thông cảm. Rồi bây giờ mình sẽ test cái chuyển động cho các bạn xem. Đây cái chân trống này là nhôm luôn nhé. Con này toàn nhôm này, cái chân trống nhôm xịn luôn. Có cái điều chỉnh. Ok, các bạn chú ý về đây nhé. Mỗi phát mỗi lần mình tách tách. Lúc nãy nó đang ở cái đĩa số 1, mình phải vào cái đĩa giữa cho nó chuẩn. Đó. Nhanh. Ok, và bộ chuyển động của con này thì biết trên. Đây, cái đĩa đây. Mình cứ theo đúng thủ tục thôi. Test đĩa, test clip cho các bạn để
Đây nhé. Các bạn nhìn cái nó đang ở cái đĩa số 2 nhé. Bây giờ mình về cái đĩa số 3, cái đĩa nhỏ nhất này. Rồi, nó về cái đĩa số 3 rồi, lên đĩa số 2 thì các bạn sẽ không nhìn thấy nó nữa. Đĩa số 2 là đĩa bị khuất. Đó. Lên đĩa số 1, đĩa số 1 là đĩa chạy đua này. Đó, này. Cực nhẹ luôn, lên như kiểu là nó phải lên như vậy chứ không có rẹt gì. Đó. Mình cứ lên đi lên lại cho bạn xem là nó ngon như thế đó. Rồi, ok. Bộ chuyển động thì nó quen rồi. Bây giờ mình quay cái test chớn cho các bạn xem nhé. Độ quan chớn nhé. Độ bon chớn của cái bánh bộ R500 này thì các bạn hoàn toàn yên tâm. Mình thấy có nơi người ta bán cái cặp này không là 2 triệu bạc. Cặp bánh không. Mình cũng có bán lẻ, mình thấy anh em trên bán trên Pay là nó bán cả 2 triệu trên 2 triệu. Xe của mình thì về sao thì mình đã mình bán thôi, không có độ, trừ trường hợp anh em mua rồi yêu cầu thì mình thay đổi gì mình thay đổi cho. Rồi, ok, như vậy thì mình vừa giới thiệu xong với các bạn con xe touring thương hiệu của Giót của Ý. Mình nhắc lại là con xe này size ống đứng 48, khá phù hợp với chiều cao phần lớn của người Việt Nam mình. Toàn bộ group là Shimano, hàm thắng Shimano, đó. Cặp bánh cũng Shimano luôn, tóm lại nó Shimano hết á. Các bạn sau khi xem con này thấy vừa giò, hợp nhãn, tóm lại là thấy thích nó đó, thì liên hệ số 0939086797 để chốt đơn. Hoặc là nhớ thì các bạn có thể chat qua Zalo tìm hiểu thêm. Vậy đó. Rồi còn bây giờ thì mình sẽ dừng khung hình này một chút để các bạn ngắm lại cái hình dáng của nó. Xe rất đẹp các bạn ạ, bên ngoài rất đẹp, màu đặc trưng của Giót Ý. Rồi mình nói vậy thôi, bây giờ xin phép được dừng video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video mới nhất.